Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là một đám cưới ở quê, ở xóm Làng Chàng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem món khâu nhục, món đặc sản ở dưới này, đám cưới nào cũng có. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là một đám cưới ở quê, ở xóm Làng Chàng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem món khâu nhục, món đặc sản ở dưới này, đám cưới nào cũng có. Để rau, sẽ còn có rau băm này, dưa chua băm này và măng. Đây là công đoạn đầu tiên, mình sẽ cạo lông trước và sẽ thái ra thành từng miếng như thế này. Và đây là công đoạn thứ hai, sẽ luộc lên rồi sẽ chọc thịt nhé, sẽ xuyên qua này, nó sẽ thành phẩm như thế này, như thế này. Mình sẽ dẫn mọi người đi xem thêm một chút nữa cái gia vị của nó nhé. Gia vị của nó thì bao gồm là có gừng này, có tỏi này. Sao mà như này là tải xuống à? Đây là hoa hồi này, quả hồi và quế nhá. Rất nhiều. Đây là thảo quả này. Hello.
Chắc ra làm cái cặp về. Nhưng mà bảo anh có cái đấy mà. Cái này đã đâm chưa? Cái này chưa đâm này, cái này to này chưa đâm. Cái đấy đâm rồi. Là không nhục. Không nhục, không nhục. Ôi. Có cái rổ nào không nhỉ? Không nhỉ? Xin chào tất cả mọi người nhé. Hello. Đây là món khẩu nhục ở dưới quê mình nhé. Món đặc sản đám cưới nào cũng phải có. Đây. Đây. À, đây mới là khẩu một. Mới luộc. Đây là mới luộc rồi nè. Nhanh ra ngồi chẳng này. Đó là khẩu nhục thì phải làm sao để cho nó thật nhục đi thì mới được. Còn hai không nữa. Sao để quay nào luôn cơ, sao để quay một phát đông đông rồi, một phát người ta.
quan trọng mà quyết định của món thổ nhục. Gia vị rất là thơm nhé. Chọc xong thì sẽ chiên. Chiên xong rồi mình lại phải cho vào trong cái nồi nước sôi này để cho nó hồi lại nhé. Đấy, hụt quá cho thế là đúng không? Đấy, Mm.
Mm-hmm.